Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Dần, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày canh dần, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tùng bách mộc, kỷ tuổi, giáp thân, mậu thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Thiên Thụy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú xấu mọi việc, sao Thủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Nguyệt Yến đại họa xấu đối với xuất hành giá thú, sao Cửu Không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương, sao Lôi Công xấu đối với xây dựng nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng tây nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2022. Với bà tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho tình hình về tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có nhiều khởi sắc. Với bà tuổi Tý có thể sẽ đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản tiền thưởng khích lệ khiến cho mọi người ai nấy đều cảm thấy ngưỡng mộ về bạn nữa. Và bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, với bản tính cần cù và tiết kiệm, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần với bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý cũng không nên vội vàng hài lòng với thực tại mà bạn cần phải đặt ra cho mình với những mục tiêu cao xa hơn nữa nhé. May mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn, chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ một cách nhanh chóng, gia đình trong ấm ngoài êm nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có được cơ hội được thăng quan tiến chức, tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy được người khác đánh giá cao nhờ vào những cống hiến của bạn trong công việc, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên tiếp tục cố gắng, không nên vội hài lòng với thực tại, tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống, tử vi tuổi Nhâm Tý
thuộc mệnh mộc, các mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa, yên ấm. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 96, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây rối. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày không được như ý muốn. Với bạn tuổi Sửu có thể sẽ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Có thể với những mối quan hệ mà bạn đã xây dựng từ trước tới nay quá mức phức tạp, và đây là thời điểm thích hợp để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, bạn vốn là người thẳng thắn và bộc trực, song đôi khi đối diện với những khó khăn, bạn không nên quá mức nhanh nhảu thực hiện những hành động không đúng đúng mực, và bạn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động để không khiến cho chuyện bé xé ra to thành ra phức tạp hơn. Đáng buồn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được mấy yên ổn cho lắm. Cả bạn và người ấy đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, đừng giữ mọi chuyện ở trong lòng hoặc là đi tâm sự những điều bất mãn với người khác nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không nên nhanh nhảu thực hiện những hành động bốc đồng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình cảm vợ chồng không được hài hòa cho lắm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng mà hãy tâm sự với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 54, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay, và tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến cho công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, dù tình huống phải đối mặt như thế nào đi chăng nữa, với bạn cũng cần phải hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu như bị kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân đặt ra, và bạn nên tin rằng chỉ cần bình tĩnh thì mọi việc đều có cách giải quyết một cách ổn thỏa nhé. Và xem tử vi cho thấy, theo khẩu minh, hôm nay là ngày chu tước, ngày xấu, cho nên với bạn tuổi Dần không nên thực hiện những công việc trọng đại, hay là cầu tài lộc, hay là khai trương, xuất hành, và cũng không nên ký kết những hợp đồng quan trọng hay là những công việc liên quan tới tiền bạc cần phải cẩn trọng nhé. Và với bạn tuổi Dần, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn cần phải chú ý ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro, tránh được những thiệt hại có thể xảy ra nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, chịu sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc là đối thủ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, cần phải bình tĩnh để đưa ra cách ứng phó sao cho phù hợp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, công việc tiến triển khó khăn, chậm chạp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tránh bị kích động, kéo lại rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, không nên thực hiện những công việc trọng đại, nên sắp xếp công việc để tiến hành sao cho phù hợp.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với ba tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội trợ giúp. Điều này sẽ giúp cho ba tuổi Mão có được một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi. Ngày này với ba tuổi Mão nhờ có thần may mắn chiếu mệnh, đây là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ trước tới nay. Với bạn chớ có chần chừ do dự, kẻo để lỡ thời cơ hiếm có đến với mình nhé. Ngoài ra trong các mối quan hệ thân quen có thể sẽ giúp cho bạn gặp được quý nhân trong ngày, nhờ quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp cho bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách để khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời sẽ tìm ra định hướng thích hợp cho bạn trong tương lai nữa. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, dù tinh thần làm việc của bạn có hăng say đến mấy, với bạn cũng nên chú ý tới sức khỏe của bản thân mình, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ, mà bạn cần phải có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời cần phải chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có được một cơ thể khỏe mạnh nhất bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ trước. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc có những bước tiến triển rõ rệt. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tin tưởng hơn vào tương lai. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim chú ý rèn luyện bản thân mình ngay từ bây giờ. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, và đây là nguyên nhân khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khó mà được bình yên. Dù vợ chồng bạn chỉ mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt, nhưng nếu không có cách xử lý khéo léo thì rất dễ chuyện bé xé ra to nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, khi xích mích nổ ra, bạn và người ấy đều cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn. Đừng có vì một phút nóng giận mà nói năng hoặc là hành xử gây tổn thương cho nửa kia của mình. Trong sự nghiệp với bạn tuổi Thìn, do có tỷ kim tác động cho nên bạn mệnh dễ vướng phải những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, đôi bên đều cứng đầu, không ai chịu nhún nhường ai. Và nếu như cứ giữ nguyên hiện trạng này, rất có thể đôi bên sẽ rơi vào cục diện bế tắc, không giải quyết được công việc gì cả. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, gia đình lục đục, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc cần phải chú ý cách ăn nói, không nên làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim nên học cách trao đổi, bàn bạc với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, công việc dễ rơi vào bế tắc. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 71, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, bạn đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi gây ra.
Với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối mặt với đủ loại những rắc rối trong ngày hôm nay. Và tốt nhất là bản mệnh hãy suy nghĩ lạc quan, đừng có phiền lòng quá nhiều về những chuyện mà mình không thể nào chi phối được nhé. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, để có thể hạn chế những rắc rối, bản mệnh nên tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc một cách thật cẩn trọng. Với những lúc bị vu oan giáng họa, với bạn tuổi Tỵ, bạn nên dùng những hành động thực tế để chứng minh con người của mình, và kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho tất cả mọi người cùng chứng kiến. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, với các mối quan hệ gia đình của bạn đang rất hòa hợp. Vì thế mà với bà tuổi Tỵ, nếu như gặp phải những khó khăn, bạn hãy yên tâm là hãy tâm sự với người ấy, dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ cho bạn thì vẫn có thể giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn ở trong lòng nhé. Về câu quyết cho bà tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, dễ vướng phải thị phi chốn công sở, cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nửa kia luôn thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nên tập trung cho công việc, chớ để ý tới lời bàn ra tán vào của người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên bốc đồng, dễ đắc tội với tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, hãy bỏ ngoài tai lời nói xấu, đặt điều không đúng về bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 70, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ mang tới những tác động tích cực cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh luôn cảm thấy tràn đầy sự nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc là thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đi chăng nữa. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân mình, mà bạn cần phải đánh giá đúng với tình hình thực tế, suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra những kết luận hay là quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể sẽ khiến cho bạn vướng phải những rắc rối ngoài ý muốn xảy ra nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân đang có được nhân duyên rất tốt đối với những người khác giới. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn mạnh có thể cảm nhận được tình cảm với một đối tượng nào đó ngay khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, kiên trì hơn, đừng có bỏ cuộc khi vấp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nóng vội quá mức dễ dẫn đến những sai sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, hoàn thành tốt công việc được giao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 75, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mùi đang có điềm báo trải qua một ngày có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ. Và dù với bạn tuổi Mùi đang còn độc thân đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần phải chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh dễ dàng tin theo những lời tán tỉnh của người khác nhé.
Đặc biệt trong ngày thứ ba này, đối với những người đã lập gia đình rồi, bạn cần phải biết giữ mình. Và trước khi buông thả bản thân mình, bạn cần phải nghĩ tới những người thân, gia đình của mình. Đừng có vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân thiết nhất và làm ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của bản thân mình về sau này. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với ma túy mùi lại đang chịu tác động của kim tài chiếu mệnh, điều này sẽ ảnh hưởng khiến cho bản mệnh tuổi mùi có thể sẽ hành động một cách mù quáng, thiếu lý trí, thậm chí là liều lĩnh trong công việc. Và dù với bạn có tính tình thẳng thắn nhưng lại không chịu suy nghĩ kỹ càng, dễ tin theo những lời suối bẩy của người ngoài nữa. Về câu quý cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, giữ khoảng cách với người khác, đừng có để cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng có để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, không nên hành động mù quáng, thiếu lý trí. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, chớ tin theo những lời suối bậy của kẻ xấu. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, không nên sống buông thả bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày có thể sẽ phải làm việc vất vả, dù phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi gây ra. Và ngày này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn đã cố gắng rất nhiều thì bạn cũng chớ nên quá bi quan hoặc là chán nản nếu nhận thấy kết quả công việc không được như mong muốn nhé. Trong chuyện tình cảm với bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, cũng cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc là sở thích cá nhân. Bạn đừng có để cho tình cảm lứa đôi dần rạn nứt vì những hành động vô tâm của mình nhé. Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng, theo khẩu mệnh, hôm nay là ngày chu tước, ngày xấu, cho nên với bạn tuổi Thân không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là cầu tài lộc. Những công việc liên quan tới tài chính, bạn cần phải cẩn trọng hơn. Và với bạn tuổi Thân, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, thì bạn mệnh cũng nên ưu tiên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro, tránh được những thiệt hại không đáng có. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, làm việc vất vả mà không có được thành quả như mong muốn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, chớ nên bi quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, hãy hâm nóng cảm xúc của đôi bên. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, thay đổi thói quen xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, có ý thức rèn giũa bản thân mình để tiến bộ hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 54, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tốt. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của thương quan chiếu mệnh, điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu dễ vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra. Với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh có thể cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc mà mình đang làm, muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện về tình hình hiện tại nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, trước khi đưa ra những quyết định quan trọng như vậy, nhất là trong tình huống hiện giờ, bạn cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời. Đừng có để cho những kẻ xấu có ý đồ hãm hại mình có cơ hội đắc ý nhé.
thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bà Tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, nếu như bạn gặp phải những khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mà mình tin tưởng, tránh mọi chuyện giữ ở trong lòng, vì làm như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi. Vài câu quýt cho bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, vướng phải nhiều chuyện không được như ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chán nản, muốn từ bỏ công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, lạnh nhạt với nửa kia của mình, vợ chồng có sự bất hòa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tâm sự với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Và đánh giá của bà Tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may lắm, may mắn, số 19, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của tỵ kim gây rối, điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tuất dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Tuất bạn không làm việc gì có trái với lương tâm thì bạn cũng không cần phải lo lắng hay là bối rối, bởi sự thật sẽ được chứng minh ai đúng ai sai và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn mà thôi. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn có kế hoạch gì muốn thực hiện trong ngày hôm nay thì bạn cũng nên suy nghĩ, tính toán cho thật kỹ càng chứ không nên hành động một cách mù quáng, thiếu lý trí. Bạn cần phải thử xin ý kiến của những người đi trước xem sao bạn sẽ có được những nước đi đúng đắn hơn cho mình. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có màu khác với Thổ, điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra giữa bạn và nửa kia. Và dù bạn có nóng nảy đến mấy đi chăng nữa thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe người ấy, biết đâu bạn sẽ nhận ra mình có lỗi sai ở đâu mà sửa chữa nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, sống tốt thì không cần phải lo lắng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, suy tính kỹ càng trước khi hành động. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy đặt mình vào vị thế của người khác để tránh những tổn thương không đáng có. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 99, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dần Hợi nhị hợp trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng tạo được thiện cảm với những người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ hoặc là tiếp xúc. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày và quý nhân có thể sẽ để lại cho bạn những bài học một cách hữu ích nữa. Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bạn mệnh tuổi Hợi trong ngày thứ ba này rất có thể sẽ lọt vào mắt xanh của cấp trên. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải tiếp tục cố gắng luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cho những cơ hội để khẳng định bản thân mình mà thôi. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp với nhau. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau, gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất, là động lực để cho bà tuổi Hợi tiếp tục cố gắng hơn nữa mỗi ngày nhé. Về câu quýt cho bà tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình hòa hợp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc,
cần chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nghiêm túc trong công việc, có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, được cấp trên đánh giá cao vì những cống hiến, cố gắng của bạn trong thời gian qua. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.